Hello, các bạn có ở đó không? Mình là Phan Sịt Đinh, mình là Realtor tại khu vực Dallas, Fort Worth, Texas. Hôm nay mình muốn làm một cái video để nói về rằng tại sao các bạn nên dọn tới khu vực Dallas, Fort Worth, Texas, gọi tắt là DFW để sinh sống và làm việc. Thì mời các bạn đón xem cái video này nha. Trước tiên thì chúng ta cần nắm bắt Dallas, Fort Worth nó nằm ở đâu ở Texas. Dallas Fort Worth nó nằm ở phía bắc của tiểu bang Texas. Phía bắc thì chúng ta có tiểu thành phố Dallas, phía nam thì có Houston, còn mé mé ở phía tây hoặc là hướng 7 giờ 8 giờ chúng ta có thành phố Austin và San Antonio. Mình đang sống tại Dallas cho nên mình sẽ nói về Dallas nhiều hơn nha. Dallas Fort Worth cái lý do nó có hai tên tại vì nó được tạo thành bởi một cụm thành phố là gồm Dallas và Fort Worth là hai thành phố lớn mà nó nằm kế bên nhau, cho nên nó gọi là Dallas Fort Worth, nó gọi là Metroplex. Ở bên Mỹ này không có nhiều cái nơi mà nó được tạo thành như vậy, chỉ có đếm trên đầu ngón tay ở trên nước Mỹ này thôi. Như các bạn thấy ở đây thì đây là Dallas này, nằm ở khu bên này, còn Fort Worth nó nằm ở phía bên này. Nó tạo thành một cái khu vực sống mà giống như là hình chữ nhật vậy đó, nó dài hai bên. Từ Dallas đi qua Fort Worth nó rơi vào khoảng là 40-45 phút. Nếu như mà có kẹt xe không thì mình chạy khoảng 30 phút là tới thôi. Ở đây, khu người Việt chúng ta, Việt Nam tập trung ở Dallas, Fort Worth rất là nhiều. Phía Dallas này thì có sân bay Dallas Love Field là trụ sở chính của Southwest Airlines. Còn có một sân bay quốc tế rất là bự nhất thế giới tính theo diện tích là sân bay Dallas Fort Worth International. Nó có American Airlines là trụ sở chính ở đây. American Airlines trụ sở chính ở Dallas nè. Cho nên bạn bay đi đâu cũng gần. Bạn bay về Việt Nam cũng có. Nó có Korean Airlines, Japan Airlines đều bay từ Dallas Fort Worth hết. Cho nên các bạn không cần phải lo lắng về cái vấn đề mà di chuyển máy bay. Nếu như mà các bạn lo là ồ, không biết là đây có sân bay hay không. Ở đây có sân bay và bay trực tiếp từ đây qua châu Á, qua châu Âu, mọi nơi trên thế giới đều bay từ đây. Bởi vì American Airlines là trụ sở chính ở đây, cho nên các bạn không cần lo lắng cái điều đó nha. Dallas nó nằm ở ngay chính giữa của nước Mỹ. Từ Dallas bay qua Cali là bờ Tây khoảng 3 tiếng, bay qua Florida cũng khoảng 3 tiếng, bay lên New York cũng khoảng 3 tiếng. Cho nên nó là một cái địa hình mà nó rất là gọi là thuận tiện để cho các bạn có thể di chuyển. Cái đó là nói về phương tiện giao thông. Còn nói về lái xe đi, ở Dallas Fort Worth này bây giờ mình gọi tắt là DFW nha, cho nó ngắn gọn. DFW thì cái hệ thống đường xá freeway rất là bự. Mặc dù nó bự như vậy nhưng mà người cũng rất là nhiều, cho nên tình trạng kẹt xe buổi chiều nó có nha các bạn. Có kẹt xe nhưng mà freeway nó có lên tới 6-7 lane một bên. Một bên nha, có nghĩa là tổng cộng hai bên freeway cũng là 10 lane hoặc trên dưới 10 lane trở lên là đều là freeway, là có nhiêu đó lane rất là nhiều luôn, để nó phục vụ cái nhu cầu đời sống của người dân ở đây. Những cái năm gần đây đó, mọi người từ California, từ Washington State là bên bờ Tây, người ta dọn về Dallas rất là nhiều. Tại vì thứ nhất, cái giá nhà nó rẻ hơn. Thứ hai là công ăn việc làm, rất là nhiều công ty lớn người ta move về đây. Điển hình, ví dụ như ở đây là có những cái hãng máy bay lớn như là Lockheed Martin, Raytheon, Boeing cũng có trụ sở ở đây. Đó là những cái công việc mà gọi là manufacture, là máy móc, hoặc là công ty Toyota có trụ sở chính ở DFW này luôn. Đó, rất là nhiều công ty, nó đa dạng là gồm từ kỹ thuật máy bay, y tế, điện tử, software. Bạn liệt kê ra thì cũng sẽ có ở Dallas rất là nhiều công ty nằm ở trong top 500 của Mỹ. Giá nhà ở Dallas nó rơi vào khoảng bao nhiêu? Nhà ở Dallas bây giờ nhà mới thì chúng ta có Dallas ở đây và Fort Worth ở đây. Fort Worth mặt bằng chung nhà nó sẽ rẻ hơn ở phía Dallas. Fort Worth thì bây giờ nhà mới đó, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, diện tích khoảng là 1.500 trở lên, nó sẽ rơi vào khoảng là 300.000 đổ lên nha các bạn. 300.000 các bạn có nhà mới rồi. Còn như muốn khu mà tốt, trường học tốt thì lên 1 triệu cũng có. Đó, nhưng mà nếu như muốn nhà mới 300.000 cũng có luôn, nhưng mà sự lựa chọn nó sẽ ít thôi, nhưng mà nó có. Còn bây giờ mình nói về Dallas đi ha. Dallas đi, Dallas trước. Cái sân bay Dallas Fort Worth này nó nằm ở ngay chính giữa của
DFW luôn. Đó, rồi xu thế phát triển của Dallas là đi lên hướng Bắc. Ở đây, hướng Bắc thì hiện tại là có thành phố Carrollton. Carrollton là nó có chợ châu Á là chợ Esmort và chợ Range 99 là của Đại Hàn hoặc là của người Tàu, là chợ Range 99 của người Tàu. Thì khu vực này tập trung rất là vui luôn. Rồi kế lên tiếp tới là tới Rejection, Plano, rồi Frisco. Frisco ở trên này đó, nhà mấy năm nay Frisco rất là mắc, tại vì công ty người ta tập trung, công ty điện tử công nghệ đó, người ta dọn này, người ta dọn lên phía bắc của Dallas, khu Frisco này, cho nên công ty đây rất là nhiều, và thị trường địa ốc, nhà cửa hay là đời sống nó cũng tăng rất là cao nằm trên khu này. Việt Nam mình cũng có một cộng đồng lớn ở phía Garland, nằm ở phía Garland này, hướng 2 giờ tính từ Dallas chéo lên, hướng 2 giờ. Hoặc là có một cộng đồng khác là Arlington, nằm ở Arlington này. Arlington thì nó cũng đông lắm, cũng có chợ, có chợ mà chợ lớn nha, có chợ, có nhà thờ, có chùa, nằm ở phía Arlington và Garland. Thì mỗi bên cũng có khoảng là 3 cho 4 chợ, cho nên các bạn không cần phải lo lắng cái vấn đề là bên này không có thức ăn Việt Nam. Điều đó là không có. Dallas bây giờ nó khác Dallas của 10-20 năm trước rồi. Đó, xu thế người ta phát triển lên trên đây. Tuy nhiên bởi vì nó phát triển như vậy cho nên giá nhà nó cao. Ở trên đây trung bình nhà mà để gọi là các bạn thích đẹp mắt cũng phải trên 400 hoặc là 450 trở lên. Thì mình có căn nhà mà mình gọi là mình vô mình ít phải sửa hơn. Đó, 350, 400 thì cũng có, nhưng mà mình phải chịu khó mình tìm, hoặc là mình mua về mình phải sửa chút xíu nha. Về vấn đề đi học, bây giờ mình chia ra là vấn đề mà học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và vấn đề đại học. Vấn đề đại học ở đây có một vài trường đại học như là UNT, UTD, University of Dallas, rồi của Texas, rồi ở Arlington này cũng có UTA là đại học ở Arlington. Đây là những đại học công, đào tạo đầy đủ mọi ngành nghề. Bên này đại học đó, bên Mỹ đại học, nếu như mà cho những bạn mà chưa biết, bên Mỹ đại học này, một trường người ta dạy hết tất cả ngành nghề, chứ không phải như ở Việt Nam là ok, chỉ có trường bách khoa mới dạy về kỹ thuật, rồi trường nhân văn thì không dạy về kỹ thuật, không. Bên này một trường đại học là người ta dạy đầy đủ các ngành nghề, cho nên các bạn có thể học ở đâu cũng được, miễn là nó tiện cho các bạn được thôi. Ngoài ra trường tư cũng có, trường tư thì rất là danh tiếng như là trường SMU ở gần downtown Dallas, hoặc là bên Fort Worth thì có TCU, là những trường tư rất là nổi tiếng và đẹp. Tuy nhiên đi kèm theo đó là học phí nó cũng mắc. Bây giờ chúng ta nói về các học khu của các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Dallas này có rất là nhiều cái học khu và trường được xếp loại là A hoặc là A+. Điển hình là đây là học khu Highland Park, nằm ở ngay gần trung tâm của thành phố Dallas. Tuy nhiên nhà đây rất là cao, nó toàn chỉ là 1,5 triệu không à. Những người có tiền, người giàu, người ta ở đây rất là nhiều. Thứ hai là bên South Lake, là một khu gọi là, bên này gọi là Old Money, là những người mà người ta giàu từ cái thời trước của họ rồi. Đấy là South Lake, nhà nó cũng khoảng là 1,5 triệu độ lên, rất là ít nhà 1,5 triệu luôn, toàn là 2-3 triệu không à. Rồi Red Vine, rồi sau đó Coppell, nhà cũng tương đối ok, 500,000 là có nhà học, trường học là xuất sắc luôn. Học sinh ở đây học nó tốt thì cũng tốt, nhưng mà con mình cũng có thể bị cạnh tranh rất là nhiều. Khi mà học một cái trường mà nó quá tốt đi thì cái tỷ lệ cạnh tranh nó cao. Ở trên đây thì có Frisco, Plano, Allen, những trường ở đây thuộc dạng là hạng A. Bên này có khu học khu Rockwall. Rockwall đây là rất là tốt luôn, tại vì nó không quá xô bồ. Nó có một cái hồ lớn ở đây nè. Hồ đây lớn, những người nào mà thích nước hoặc là chèo thuyền, có thuyền cano, người ta thích mua nhà ở Rockwall này, để nó có cái gọi là cái sân chơi. Từ Rockwall chạy ra downtown Dallas cũng khoảng là 20-30 phút thôi nhé. Bên này có nhiều hồ, cho nên các bạn có rất là nhiều các hoạt động giải trí. Quay trở lại trường thì như mình nói đó, những cái khu vực trường trên này
là những khu vực trường tốt nhà thì các bạn ước tính là khoảng là 450 đi, 450 đổ lên thì có nhà tốt và học ở học khu nó tốt cho con mình. Dưới khu này và dưới đây Mansfield trường cũng rất là tốt luôn, nằm ở ngay dưới Arlington này. Bà con Việt Nam mình ở Mansfield cũng rất là nhiều nha, nhà mới ở đây xây lên cũng rất là nhiều, trường học nó cũng tốt. Đó, mình mới tổng quan về trường học dành cho trường đại học và trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn. Hy vọng các bạn thích cái video này. Mình tin chắc rằng còn rất là nhiều cái thông tin mà mình không thể nói hết được ở cái video này, bởi vì nó quá nhiều cái thông tin trong một cái khu vực sống đi. Khi mà các bạn quyết định dọn tới một cái nơi nào đó để sống, đó là một quyết định lớn, và mình muốn cung cấp đầy đủ cái thông tin cho các bạn để các bạn có thể ra quyết định là các bạn có muốn dọn tới hay không. Nếu như mà các bạn cần cái sự hỗ trợ nào về nhà cửa địa ốc thì cứ liên hệ mình nha. Mình là Realtor tại khu vực Dallas, Fort Worth, Texas. Số điện thoại của mình là 214-940-5666. Mình chuyên mua bán nhà ở và cơ sở thương mại tại Dallas, Fort Worth này. Kính chào các bạn.